chị Ánh Viên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quạt tay ếch. Vậy là mình sẽ sắp hoàn thành được một kỹ thuật mới nữa. Chị hy vọng sau 5 buổi bơi, các bạn có thể thuần thục bơi một kiểu bơi và tự tin hơn trong môi trường nước nha. Mình sẽ thực hiện với 3 bước sau đây. Bước đầu tiên đó chính là tách nước, quạt nước, ôm và cúi đầu duỗi. Tách, quạt, ôm, cúi đầu duỗi. Sau khi mà mình luyện tập tay ếch ở trên cạn rồi á, thì mình sẽ xuống nước là quen tay ếch ở dưới nước. Thì cũng giống như trên ếch thì mình sẽ phải nằm trên thành hồ. Khi mà mình đã luyện tập thành thục 3 bước quạt tay ếch thì bây giờ mình sẽ quạt tay ếch và kết hợp với thở nha. Để mà thực hiện được bài tập này á thì các bạn sẽ làm tấm thành hồ. Đưa tay về phía trước. Khi mà quạt tay ếch kết hợp thở là khi mà mình tách tay ra, chuẩn bị quạt ôm nước thôi, mình sẽ ngước đầu lên thế thôi. Và sau đó là tay ôm như trước ngực, cúi đầu dưới dài. Bây giờ cùng thực hiện với chị Ánh Viên nha. Khi mà mình kết hợp tay với thở nè, các bạn khi mà lấy hơi sau úp quạt xuống á, các bạn phải giữ lại khi nào mà tay mình duỗi thẳng ra á, rồi á thì mình mới được thở bong bóng nha. Khi mà nước quạt tách tay là nước lên lấy hơi, mình cứ tiếp tục như vậy. Buổi học tay ếch hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn nhỏ nhớ là sau khi về nhà mình cũng phải ôn lại kỹ thuật nha. Chị Ánh Viên cũng cảm ơn kẹo sữa Sumika đã chung tay vì một Việt Nam không còn trẻ em đuối nước. Bye bye. Cùng kẹo sữa Sumika, chung tay vì một Việt Nam không còn trẻ em đuối nước.